Nam lưu ý khi chọn mua một bé bú đồ con khỏe mạnh. Thứ nhất là về ăn uống là bé phải ăn nhanh, ăn khỏe và cực kỳ dễ ăn. Thứ hai là bé phải lanh lẹ, hoạt bát, chạy quấn theo chân của mình. Thứ ba là khi rời lên người bé là phải thấy thịt chắc nịch và không được lòi quá nhiều xương. Thứ tư là các bé được sổ dung định kỳ và đầy đủ. Đối với bé 2 tháng tuổi thì phải sổ dung ít nhất là 2 lần. Thứ năm là bé phải được tiêm chủng vaccine ít nhất là 1 lần. Tôi tiêm bé biết phút mà là bé